Hiện là mình đang có 30 vé coupon. Mình sẽ mở tới khi nào nó ra được cái xe bay này thì thôi. Hi, xin chào mọi người, lại là mình Duy nè. Hôm nay Duy mặc cái bộ này là mọi người cũng hiểu rồi ha. Là mình đang chuẩn bị đi bay đó mọi người. Nhưng mà để đi bay thì mình phải cần có máy bay đúng không? Đúng. Nên hôm nay mình chơi lớn mở hộp được chiếc máy bay. Mà kim cương của mình thì mới có 300 mấy kim cương à. Nên mình quyết định nạp cái gói số 4 này mọi người, 299. Và mình được 30 vé coupon với lại 50 kim cương. Mà mình nạp qua Zalo Bay thì nó sẽ rẻ hơn á. So với cái gói mà mình hay nạp để mở hộp á, thì cái gói này nó hời hơn á mọi người. Rồi giờ mình sẽ nhận vé và mở liền luôn, tại mình cũng nông quá rồi. Ui, được 85 viên luôn hả? Đúng. Ok, bây giờ mở nha. Yes. Thì cái hộp nó tên là hộp bốc thăm thợ máy nhỏ. Ôi, chiếc xe nè mọi người. Trời ơi, sao mà đẹp quá vậy? Mình con gái nhìn còn mê nữa chứ nói chi mấy ông con trai. Mà mọi người thấy cái mũi tên up đi lên không? Cái đó nghĩa là đang tăng tỷ lệ đó mọi người. Thì mùa này thì có nhiều hộp nó sẽ giảm giá, có nhiều hộp không giảm giá thì nó sẽ tăng tỷ lệ. Ví dụ như cái hộp này nè. Ôi, trong này cái nào cũng đẹp hết. Ngoài cái xe ra mình thấy nội thất cũng đẹp nè. Rồi cái bộ đồ cũng đẹp luôn. Trong này là không có cái món nào mà mình chê hết. Nhưng mà mong đừng có ra trùng. Ra trùng là mình chê á. Rồi 30 vé này mình sẽ mở lại trước nha. Mở tới khi nào nó ra được cái xe này thì thôi. Rồi tới công chuyện này. Cái hộp này mà nó ra như cái hộp mèo và mua sa băng chắc mình la banh nhà luôn á. Rồi hộp đầu tiên ra cái gì đây? Ra cái xe nè. Ồ, bàn sắt vụn. Ok, hộp đầu tiên vui vẻ nè. Hộp thứ hai. Ủa gì giống cái bàn đó vậy? Đây là bàn cà phê bằng sắt vụn. Cũng là bàn luôn nhưng mà bàn kia để làm việc, bàn này để uống cà phê. Đúng. Ui, cái nón nè. Xịn xịn. Hả? Ôi, mình lỡ bấm rồi. Chưa kịp xem nữa. Rồi, hộp thứ tư nè. Máy tính thợ máy nhỏ. Ui, cái này decor phòng làm việc là siêu đẹp luôn. Nãy giờ 4 hộp là không có hộp nào trùng hết. Bây giờ hộp thứ 5 nè. Ôi trời, gì mới nói luôn. Ủa? Nhấn vô cái xe cho nó ra cái xe nè. Wow, giống cái tivi vậy. Ủa, lỗ thông hơi. Nhìn sao mà ra cái tivi hay thiệt chứ. Trời ơi, cái bàn nữa. Ghét thiệt chứ, mấy cái đầu không trùng đâu, mấy cái sau trùng quá trời luôn. Còn cái bàn nữa coi. Tiếc ngay mà. Hết cái bàn cà phê rồi cái bàn này. Nhấn vô cái này tiếc cho nó ra nè, mà không biết nó có chịu ra không. Rồi bây giờ 10 hộp này là của mọi người nha, coi có hơn không. Ui, ra được cái bốt rồi. Xịn nha, tiếp nè. Ôi trời. Ôi, một đôi là đủ rồi. Ôi, cái này có rồi mà. Trời, hết hồn chứ, tưởng cái máy bay. Cái khối ban đầu nhìn giống thiệt. Rồi, có bàn, có ghế, đủ bộ luôn. Gì đây? Thôi, ui. Yeah. Ra được cái ba lô rồi. Yeah, tính ra mọi người mở hơn nữa chứ. Mình ra được cái bốt nè, cái ghế là cái ba lô rồi. Nhưng mà 20 hộp rồi vẫn chưa có chiếc máy bay nào hết. Buồn ghê. Mình đổ qua góc bên đây đứng, không biết có hơn hơn không. Yes. Giờ còn có 10 vé à, mong mà cho ra cái máy bay nè. Ôi lộn, xe bay. Trời ơi, nãy giờ cứ kêu nó là máy bay miếng rồi, hèn gì nó không ra. Rồi, giờ 10 hộp này là mình xen kẽ nha. Hộp đầu tiên là của mình nha. Rồi, hộp này ra cái gì đây? Rồi, ra miết luôn. Thấy khen đẹp cái là ra hoài à. Ủa, mọi người y chang luôn á. Là của tôi nè. Mọi người nè. Của tôi nè. Mọi người nè. Của tôi nè. Mọi người nè. Của tôi nè. Trời ơi, sao mà xui vậy nè. 30 hộp rồi không ra được chiếc máy bay đó mọi người. Mình đúng thích cái chiếc này luôn á. Sao mà nay mở xui vậy nè. Hôm qua mở cái hộp đặc biệt cũng xui rồi. Rồi cái hộp này cũng xui luôn. Đồ thì mặc sẵn rồi mà không có máy bay để đi. Sau một hồi thì mình cũng kiếm được chiếc máy bay rồi. Nhưng mà chiếc này thì không phải của mình. Mình chỉ đứng này để lấy ví thôi. Bây giờ mình sẽ mở hộp bằng kim cương. Có bao nhiêu mình mở hết luôn. Rồi, tới công chuyện này. Mà mọi người đợi tôi xíu nha, tôi thay đồ cái đã. Hình như mặc cái bộ đồ này không có hên. Đúng. Ok, chắc như vậy được rồi. Bây giờ mở tiếp nha.
Giờ mở lẻ hay là mười hộp ta? Thôi mười hộp luôn đi. Ồ. Nó. Ủa, có bị lắc không vậy? Đúng chán luôn. Đẹp thiệt mà cho hoài chơi nha. Trời ơi, mở 10 hộp mà hết 4 cái ghế rồi 4 cái lỗ thông. Chắc nghĩ tôi tinh thần thép hay sao á. Đúng ác luôn. Giờ lỡ rồi có bao nhiêu là chơi hết bấy nhiêu luôn. Không ra là không mở nữa. Mà cũng đâu có còn gì đâu để mở. Để mình xem còn bao nhiêu kim cương. 176 hộp là mình mở được 5 hộp nữa. Ok, mở luôn. 40 hộp rồi mà chưa có chiếc xe nè. Chưa có cái máy hát. Chưa có bộ đồ. Trời ơi, mình còn thiếu nhiều quá trời luôn á. Hy vọng 5 hộp này sẽ vớt vát được cái món gì đó. Mình nhớ không nhầm, cái này là cái mũ thứ 5 rồi á. Kiểu này là đem đi bán sỉ được rồi. Ủa, cái gì đây? Ồ, cái máy chơi game này nãy giờ mình cũng chưa ra luôn. Đỉnh thiệt chứ, mở 40 mấy hộp rồi mới ra được cái máy chơi game. Rồi, như cái hộp này là hộp cuối cùng rồi. Rồi, xong. Này gọi là phá sản rồi mọi người. Không còn một cái gì hết. Với hôm qua mở cái hộp kia cũng không ra đủ nữa. Hai ngày mở hộp đúng xu luôn. Mình vừa tái chế một đống mũ với lại một số đồ là mình gom được hơn 2.000 mầm nè. Nhiêu đây thì cũng được 20 mấy hộp á. Bây giờ chia ra nha, 10 hộp này sẽ là của mình. Mình chọn hôm nay mở hộp là sai rồi. Giờ là 10 hộp của mọi người nè. Xịn xịn, hai cái vật luôn. Ôi, mọi người hơn vậy. Trời ơi, chưa? Lấy cái này chưa, chưa? Wow. Ôi, biết hơn như vậy ngay từ đầu cho mọi người mở hết. Bây giờ còn thiếu cái còn à, mọi người mở giùm mình ơi. Ôi, thiệt luôn nè. Hôm qua là mở quá trời luôn không ra. Nay nhờ mọi người mở mới cái hai mấy hộp là ra hai món luôn. Rồi rồi, mình hết đau đầu với cái hộp này rồi. Chứ không là suy nghĩ tái chế cái gì để mở cái hộp này á. Đúng đúng. Nhờ mọi người mình vui vui được xíu á. Nhưng mà cũng buồn là không có chiếc máy bay. Để giờ mình đặt ra mấy cái món mình mới mở được. Ôi, nhìn cái đống này. Chưa kịp buồn xong nữa là thêm một đống khác. Ui, đống ghế này mình đặt ra như cái rạp phim luôn á. Rồi, tới bàn là đủ các loại bàn luôn. Lỗ thông hơi thì cũng cả đống luôn. Mở gì mà cho tới 8 cái. Nhìn sang chấn chưa mọi người. Đống này là chỉ mới là nội thất thôi đó. Còn ở trong tủ đồ một đống giày nè. Mũ rồi ba lô nữa. Quá trời rồi, sợ lắm rồi. Nếu mà ai ra được máy bay rồi thì cho Di xin ví với nha. Chắc là đi cái ba lô này dài dài quá. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Nếu yêu thích Di thì hãy cho Di xin một like và một subscribe nhé. Cũng như là các thành viên trong kho team nè. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Chào cậu. Thấy mà tức ghê không? Muốn ăn đòn hay sao á?